À, các anh tài của thế giới đều hội tụ về đây Và trận đấu sẽ được bắt đầu chúng ta cùng đến với màn thi thủ của hai vận động viên Tạ Văn Linh và Nguyễn Anh Tuấn Anh Kiên Pháp thì như là chiếu ở trên Pilat Pool Việt Nam thì phải Đúng rồi ạ, cảm ơn anh Trần Vũ Long và Trận Hoàng Sao sẽ đánh trên kênh uh, Pool Bilat Việt Nam nhé anh em nhé, Việt Nam Bilat Pool Anh Kiên Pháp sẽ kênh uh, Việt Nam Bilat Promotion Còn uh, Sam Entertainment sẽ phát trực tiếp bàn TV Table Nguyễn Anh Tuấn gặp Tạ Văn Linh A Bloodline và hiện tại thì có đang có rất nhiều các kênh trực tiếp cái giải đấu này và anh em hãy uh, nếu gì thế dạo qua một lượt dạo qua một lượt và chọn cho mình những cái trận đấu hay nhất và theo tôi nghĩ thì trận đấu giữa anh Nguyễn Anh Tuấn và Tạ Văn Linh là một trận đấu rất đáng xem một trận đấu cả hai idol của chúng ta đều vừa mới trở về từ SEA Games SEA Games 32 vừa rồi thì tôi đã trực tiếp xem anh Nguyễn Anh Tuấn cũng như là Tạ Văn Linh thi đấu cả hai anh đều đạt huy chương đồng sau khi để thua cái cơ thủ người anh Tạ Văn Linh thì thua ở trận bán kết với Aloysius Giáp còn anh Nguyễn Anh Tuấn thì thua Moang Moang của Myanmar. Trận của Thiện thì phát ở kênh hợp cơ bạn ơi. Vâng ạ, cảm ơn anh Thanh Bình. Em phải chấp một ván. Anh Tuấn Con làm sao mà đánh đồng cơ với em được Vâng cảm ơn bạn Chí Bình 75 cho Tạ Văn Linh Chúng ta sẽ cùng đến với cú phá bi đầu tiên của bạn Tạ Văn Linh nào Cơ thủ sinh năm 1992 chào 122 anh em đang có mặt trong livestream của Sam Entertainment nhá. Một game đấu chạm 7 rất nhanh và trong vánh chắc chắn là sẽ có rất nhiều những cái tình huống xảy ra và ai sẽ là người chạm mốc đầu tiên đây. Có nhiều ý kiến cho rằng là một game đấu chạm 7 ở nội dung pool 10B với thời điểm hiện nay nó là một cái game đấu ngắn so với trình độ của các vận động viên Tuy nhiên thì trên thế giới hoặc là SEA Games người ta vẫn chỉ đánh chạm 8 thôi SEA Games chạm 8 Nếu như một cái kịch bản đẹp nhất thì chúng ta nên cho vòng loại là đánh chạm 7 và khi mà vào tứ kết bán kết thì đánh chạm 8 thì sẽ trận đấu sẽ có nhiều tình huống hơn. Và chào 120 anh em đang xem nhé Và đang có mặt trong live stream của Sam Và chúng ta đang chờ trong ít phút để trọng tài các anh ý chuẩn bị và trận đấu của chúng ta bắt đầu Và cú phá đầu tiên Tạ Văn Linh là người đề ba Vâng, idol Tuấn con cố lên Cảm ơn những lời động viên anh em nào bão like, bão tim cổ vũ cho Tuấn Con thì thả tim. Còn Tạ Văn Linh thì bão like đi nào cú phá tốt đến từ Tạ Văn Linh. Đúng rồi nha bạn nhá. Chúng ta đang ở cái vòng loại trực tiếp rồi, ai thua là sẽ đi về luôn. Còn người chiến thắng sẽ đi thẳng vào tứ kết luôn nha bạn nhé. Vâng, ừ, hình bi chỉ có một chút lấn cấn ở phía con tám thôi. Chúng ta sẽ cùng xem Tạ Văn Linh sẽ xử lý những con bi như thế nào đây. Rồi, con này thì rút một băng. Cái ra tầm giữa bàn là đẹp rồi. 5 đường riêng. Rồi, cái đâu. Vâng ạ, một cái lực không thực sự tốt đến từ tại Văn Linh. Hơi mạnh rồi. Nhưng không sao, vẫn là một cái má thuận lợi để đảo cánh đánh năm lỗ tít bên phải. Có à, 134 anh em đang xem nhé chúng ta hãy cùng chia sẻ giúp tôi cái livestream này nào. Cảm ơn các bạn đang có mặt trong cái livestream của Sam Entertainment, một đơn vị mới thành lập cách đây không lâu và đã rất may mắn khi mà được đồng hành cùng A để uh, tiếp sóng trực tiếp từ bàn TV table tại giải đấu vô địch quốc gia năm nay. Không sao bạn Chí Bình ơi. Uh, hỏi các trận khác thì uh, cũng là thông tin mà. Cái giải đấu này thì chắc chắn rồi, 32 cơ thủ và 32 uh, lượng fan khác nhau và luôn luôn muốn là tìm uh, cho mình cái trận đấu của Idol thôi. Rồi Tạ Văn Linh quyết định cúp 7 hai băng và điều 8 lỗ 10 Một đường bi rất sáng tạo và tinh tế đến từ Linh Tuyên Quang Trận của Hoàng Sao vừa mới cũng vừa mới khởi động thôi bạn ơi Anh Hoàng Sao sẽ gặp bạn Thế Hiền Một tay cơ mới quay trở lại với BIA chuyên nghiệp Rồi, chào 150 anh em, chúng ta hãy cùng bổ cho tôi một quả sẻ nào Một trận đấu hay như thế này, toàn các idol rồi, Rất đơn giản, chỉ 10 rồi Tỷ số được mở cho Tạ Văn Linh Rồi, tôi xin phép lên tỷ số trước cho nó chắc không lại trượt Ok, 1-0, nghiêng về Tạ Văn Linh vâng trận đấu này gọi là quá là hay luôn nha anh em ạ à. kẻ tám lạng người nửa cân còn đấy là về trình độ bia chứ còn trình uh, độ uh, về uh, mà đấy là về uh, cân nặng thì anh Tha Tuấn anh ấy ăn chặt luôn Vâng, ở phía bên này thì chúng ta vẫn gặp một uh, nét mặt thân quen của Doraemon Việt Nam. Vâng, anh đang uh, suy nghĩ và chiêm nghiệm gì đây? Vâng ạ. Không biết là buổi chiều này anh uh, Tuấn anh có mệt hay không nhỉ anh em nhỉ? Vâng, không phải bị còng mà anh uh, bị uh, vẹo cột sống nha anh em nhé. Vâng, một tư thế xếp bi rất cong của vị trọng tài này. Nghiêm cấm cá độ dưới mọi hình thức nha bạn Trí Bình nhá. Anh em inbox riêng cho nhau đi, còn trên livestream này mà cứ có tí money vào là dễ bị toang lắm. Giờ công an mật mặc thường phục mà tất xanh ở khắp mọi nơi trên cõi mạng này rồi chúng ta cùng đến với cú đề ba của anh tuấn tay to nào ui rồi ôi phá quả kìa tan cửa nhưng mà chưa được nát nhà cho lắm rồi ôi một cú phá vô cùng mạnh mẽ đến từ anh tuấn tay to ok cái hình bi này thì nhìn trông tương đối là rích rắc một hình bi dấu hỏi chấm mà không biết là anh Tuấn anh ý sẽ trả lời cái dấu hỏi này như thế nào đây Vâng tôi có thể tôi nhìn thấy trên cao này đấy đúng dấu hỏi không anh em một cái dấu hỏi rất là cong Rồi ôi anh em cứ phải dạo qua một loạt tất cả các kênh đi trận anh Hoàng Sao đang chiếu ở trên Pun Bilas Việt Nam anh em ơi. Rồi, quyết định chạy an toàn đến từ anh uh, Tuấn con. Hoàng sau đang live trên uh, Tùng Anh Bilas Shop. Vâng, cảm ơn bạn uh, Dương Đình Quốc Hùng một thông tin rất quý báu và kịp thời dành cho bạn Dương Hùng anh em nào mà theo dõi trận của dương quốc hoàng thì sang hoàng sao Bilat center nhá à khuyên tùng anh Bilat shop ui rồi ơi, tôi quảng cáo hộ cả hoàng sao Bilat center rồi câu lạc bộ của anh hoàng luôn đấy rồi một pha bắt đuôi dí dị của anh linh tuyên quang không biết có còn đường không ác ôn thật vâng ở cái góc máy này thì tôi thấy là hình như là vẫn còn đường anh em ạ vẫn còn đường anh uh, tuấn Con anh ấy đang uh, đi lại để thăm dò ôi, ngắm nghía rồi thì chắc chắn là còn đường rồi vâng cảm ơn bạn nguyễn minh thư nhá đã là bình luận rồi thì chúng ta cứ phải chuyên nghiệp cái đã rồi ôi một cú đánh chốt như là gọi là chốt vào đâu đấy của anh Tuấn Con Hay thật Cứ phải phun lực cái đã Rồi chắc quả này sẽ phải là một pha mướt mát thôi Rồi Một cú đánh lại là hơi êm đến từ anh Tuấn Con Và cơ hội đã được mở ra rồi Hình bi không có một con bi nào khó chịu à Rồi con này cứ đánh thoát hẳn ba băng lên thôi anh ơi vâng quyết định là đánh uh, cộng vào đầu con năm giữ lại một cái phanh tự nhiên đến với anh tuấn con rồi sẽ đẩy nhẹ lên thôi rất tốt Rồi, cẩn thận không chết cái lỗ 10 nha anh nhá. Ok rồi. Vâng, anh Tuấn Con sẽ xử lý 6 ra 8 như thế nào đây? Vâng ạ, anh em có thể thấy cái bàn tay của anh Tuấn Con vừa chạm xuống bàn không? Có lẽ đấy là cái vị trí mà anh Tuấn anh ấy mong muốn để điều ra 8. Rồi, lại thay đổi ngay. Đẩy tu lê lên là cái chạy một băng lên đúng cái vị trí đấy rồi phải có một tí rằng không mà là cái đi tọt vào lỗ luôn rồi ơi một cú cứ phải gọi là hết nước chấm của anh tuấn còn tầm bì lực căng đét Ở những cái con bi chốt tầm xa mà cần lực thì tôi rất tự tin vào anh Tuấn con, tôi chỉ sợ những cái con mướt mát thôi. Vâng ạ, à, rất chắc tay. Cú đánh gọi là rất uy tín đến từ anh Tuấn tay to. Ôi giời ơi, quả này không biết có phải tình huống không cầu tay tôi nhìn trông cong vênh quá nhỉ? biết ngay rồi ôi quá may mắn dành cho anh tuấn tay to cầu tay rất xa và may mắn rồi đã lắc lỗ rồi thì nhiên là may mà đánh lực gọi là êm đấy có tí phê nên là cái nó con bi chín nó mới rơi tọt vào lỗ đấy rồi rất sợ luôn tỷ số được cân bằng là một đều dành cho anh uh, tuấn con anh tuấn con anh nhiều tên quá nhiều khi rồi đọc méo hết cả mồm Tuấn Con này Nguyễn Anh Tuấn này Tuấn Tay To này Doraemon này Ui rồi phải nói là Quá là nhiều cái tên mà được các bạn hâm mộ Anh Tuấn Tay To anh ấy đặt trò Chào 160 anh em nhé Chúng ta hãy cùng tương tác bằng cách Like, tim và follow Sam Entertainment nào Để cùng cổ vũ cho bình luận viên Cũng như là hai vận động viên của chúng ta Đang rất cần sự cổ vũ của các bạn Linh Tuyên Quang Anh Tuấn Tay To hay còn gọi là anh Tuấn con. Và bạn Linh thì hôm qua thi đấu rất đông bạn các bạn cổ động viên từ Tuyên Quang vào cổ vũ, thì không biết hôm nay các bạn chui đi đâu hết rồi. Hình như bạn Linh bây giờ bạn ấy đang đánh một cái ngọn bạn ấy đánh Panthera thì phải, Panthera của Predator. Ngọn này thì chắc là ngọn V hay là ngọn gì đấy. Đúng không anh em? Anh em nào mà chơi với cả Tạ Văn Linh có thể cập nhật giúp tôi được biết về cái cây gậy của Tạ Văn Linh đang đánh không ạ? Bây à, giờ lại tụt view rồi anh em, tôi vừa mới nhờ anh em uh, like và follow cái mà tụt view nhanh thế nhỉ? Một trận đấu hay như thế này mà anh em cứ đi đâu hết đi. Ok, cảm ơn bạn Duyên Doãn thảo nhá. Anh em uh, tuyên quang thì phải cho nhau một quả tim đi xem nào. Rồi, một cú phá cực kỳ tốt đến từ tại Văn Linh. Chết 3 bi, một cửa lỗ luôn rồi. Hết hình. Tôi tưởng là ngọn 3143 chứ bây giờ lại có cả 3142 à bạn. Vâng, thế thì ngọn là ngọn 3142 có vẻ là đánh nó cũng mềm mại đấy. Ngọn C8. Vâng. Đấy ạ, đang rất nhiều cái combo gậy đang được phỏng đoán là cây gậy của idol Linh Tuyên Quang. Rồi, hình bi này tương đối giống với ván phá đầu tiên của Linh Tuyên Quang khi mà con 7 nó thay vị trí con 8. Nhưng lần này có lẽ là nó sẽ còn đường để đánh lỗ tít bên tay trái của anh em rồi. Vâng, nhưng chắc chắn cái bình luận của bạn Hoàng Kiên này là không chính xác khi mà tôi được biết là Linh Tuyên Quang đang đánh một cây gậy uh, Predator Panthera 82, đúng, có lẽ là 82. Rồi, con hai này là một cái má đẩy một băng dành cho bạn Linh. Ở cái ván bi này chỉ có lần cấn một chút ở con bi 7 thôi. Rồi, đẹp nhất rồi, rút một băng cái ra tầm lỗ 10 là đẹp nhất để đánh 7 lỗ tít bên tay trái của anh em Rồi, anh em tuyên quang đồng hương của bạn Linh thì thả cho tôi một quả tim, một quả sẻ đi xem nào Và một trận đấu hay như thế này, một trận đấu kịch tính khi mà đương kim vô địch 10 bi quốc gia là bạn Linh Tuyên Quang đang thi đấu mà tại sao lại ít view ít like như thế này nhỉ? Rồi, trông giống fort lắm anh em ơi, vâng, ạ, à. y như rằng fort mất rồi. Một cú đánh gọi là hơi bị dài ngọn, anh mỗi khi mà đưa dài ngọn cái là hay fort lắm anh em ạ. À, khó rồi một pha tự hủy đến từ Linh tuyên Quang con đấy thì bị thiếu phê vừa thiếu phê mà vừa dư lực nếu như con đấy phải cắm sâu cái đập vào băng khi mà ở dưới mép của lỗ 10 thì đẹp nhất Cắm hơi bị nông đưa dài ngọn nhưng mà lại cắm nông ờ, cắm ít quá ít phê quá Rồi một pha chạy đạn đến từ anh Linh Tuyên Quang Vâng ừ, ạ Cú A băng vừa rồi không biết là có nằm trong sự tính toán của Linh không Nhưng mà tôi nghĩ là trong sự tính toán của bạn ấy Một cái lực rất vừa phải Rồi tiếp sau đây là chúng ta sẽ cùng đến với Cú sút tê của idol Tuấn Tây to Rồi vào khuôn rồi trồng rất đẹp rồi anh em ơi Rồi không thành công Và cơ hội được trao lại Cho bạn Linh Tuyên Quang Rồi thẳng tắp rồi Không biết con này có rút Ăn gian một tí má được hay không chứ còn nếu mà ui, cù lê thì tôi sợ nó chui tọt cả con cái vào lỗ còn trô thì không biết là nó có lắc hay không nhưng mà tôi này con này là một con bi khó đấy ạ và anh ấy sử dụng một cái cầu tay mở rồi quyết định một cú nhấn an toàn đến từ linh tuyên quang và chấp nhận chém mỏng rồi con tám khá ngon nếu mà tình huống này chém chém xịt cũng ok mà chém tứ băng thoát tay cũng được. Rồi, rất tốt. Rất khó có thể sai sót dành cho Tạ Văn Linh trong cái hình bi này. Chỉ còn hai viên bi thôi. 9 ra 10 trích nhẹ một băng là ok rồi. Áp cho phê. Vâng ạ. Chào 151 anh em nhá Mỗi người bổ cho tôi quả sẻ nào Thấy ít like ít tim quá nhở Một cái trận đấu hay như thế này Mà tại sao lại Ôi trời dạ, ơi dạ. Lại hơi mạnh một tí May mà con này nó còn có tay chân thoải mái đấy ạ Đó, không có gì là khó khăn Dành cho Tạ Văn Linh trong cái cú đánh 10 này rồi giữa hỏng tỷ số sẽ là hai một dành cho linh tuyên quang thôi hai một rồi à thế có thể là bạn uh, linh tuyên quang bạn ấy dùng đốc là của pan nhưng mà lại đánh ngọn là của Fury vâng ở bàn bên cạnh thì chúng ta đang có thể thấy là anh dương quốc hoàng đang thi đấu với cả bạn nguyễn thế hiển đã rất lâu rồi tôi mới nhìn thấy bạn thế hiển trong giải quốc gia và đây cũng là một tay cơ rất triển vọng và đầy tài năng của hà nội với một cái lối đánh vô cùng tự tin và quyết đoán trong cái cú đánh của mình thì Nguyễn Thế Hiển cũng luôn luôn tạo được một cái sự khó khăn cũng như áp lực cho... Vâng ạ, đấy, thấy chưa? Anh em có nhìn thấy chú cố cắm kéo của Thế Hiển không? Vô cùng tự tin luôn. Chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu của anh... Tuấn Con và Tạ Văn Linh và tỷ số lúc này tạm thời là 2-1 nghiêng về Tạ Văn Linh. <laughs> vâng ạ, Chí Bình một cầu bình luận rất hài hước. Tôi không biết về cái đời tư của bạn ý nhưng mà tôi uh, theo dõi rất nhiều cái giải đấu và lâu rồi chưa gặp bạn ý thôi. Còn việc vấn đề đời tư như nào thì tôi cũng không rõ lắm. Rồi, có bi chết tuy nhiên là một không có đường ăn. Sẽ là một pha chạy đạn đến từ anh uh, Tuấn Con thôi. Đưa một đi đâu đây? Chắc là ở hai đầu nỗi nhớ thôi. Chém một. Đưa một ra đằng sau đít hai và cái chạy hai băng về uh, sau đít mười chắc. Rất mỏng và nhiều phê. Rồi chắc là idol tính cân luôn tít đây mà. Đúng rồi nhá bạn uh, Vũ Minh Tuấn ơi. Bên bàn bên cạnh thì... Uh, Hoàng Sao đang thi đấu với Thế Hiển và Thế Hiển vừa đi một chấm gian ao rồi. Trận Hoàng Sao thì có livestream ở trên uh, Pool vn và anh em có thể uh, vào đó để theo dõi cái trận đấu giữa anh Hoàng và bạn Thế Hiển nhé. Vâng ạ, một đường chạy đạn sinh viên đến từ uh, Tuấn Con. À, khó khăn được trao lại cho anh uh, Linh Tuyên Quang rồi. Còn một này uh, tôi nghĩ là vẫn còn rất nhiều cái điểm ăn dễ ăn khi mà con hai nó nằm ở vị trí có thể kê má, kê đầu, dày mỏng gì cũng ok. Rồi, chúng ta nín thở để xem Tạ Văn Linh bóp cò quả này nào Ui giời ơi, quá đẳng cấp Một cú A bằng vô cùng chính xác đến từ Tạ Văn Linh Rồi, hết hình Quá hay Vâng ạ, anh em nào xem trận của anh Huy Black thì có thể cập nhật tỷ số cho tôi được không ạ Vâng bằng xịn thật bàn abelut này chuẩn đét luôn này. vâng chúng ta vừa thấy comment của idol trần vũ vũ long chủ tịch hội đồng quản trị của công ty abelut bilat nhãn hàng tài trợ cho giải đấu năm nay và chúng tôi cũng thay mặt cho rất đông cổ động viên và khán giả bia cả nước cảm ơn abelut khi mà đã tạo một cái điều kiện một cái sân chơi vô cùng là chuyên nghiệp và Điều kiện thi đấu tốt dành cho các vận động viên và cùng uh, hy vọng là uh, Abolus sẽ ngày càng phát triển và tạo điều kiện cho cầu thủ nhiều hơn nữa tổ chức nhiều giải đấu hấp dẫn hơn nữa để cho bia Việt Nam có thêm nhiều cơ thủ hay hơn Vâng một hình bi đã được mở toang ra dành cho Tạ Văn Linh rồi Vâng cảm ơn bạn Trí Bình nhé Vâng ạ Hiện tại thì trên bàn thi đấu bên trái thì anh Huy đen đang dẫn trước anh Kiên Pháp với tỷ số là 2-1. Cảm ơn bạn Chí Bình rất nhiều. Hình như bạn Chí Bình là một tay cơ bán quần áo ở Hà Nội phải đúng không? Ngày xưa tôi có đánh với bạn Chí Bình một hai game. Vâng, đập mom rồi. Ra ngon luôn. Không biết có nằm trong sự tính toán của bạn Linh Tuyên Quang hay không? Rồi, con này thì sẽ đẩy một băng thôi. Tốt. Cơ hội để cho Tạ Văn Linh nới cách biệt tỷ số đây. 9 còn đường riêng cả hai lỗ và ăn 6 bấm 7 này là ok rồi. Tốt. Bình luận viên hạng E Sài Gòn nhé bạn nhé. Bây giờ tôi chỉ có rắc tiếng thôi Còn rắc hình thì anh em tôi đang cũng đang đi trốn một thời gian rồi Nên là anh em đừng hỏi tôi rắc hình Vâng ạ Vâng ạ, tôi ngày xưa tôi hình như tôi thắng được bạn Chí Bình một game gọi là 5 cân tóc Rồi, hình bị mở toàn hoác dành ra cho Tạ Văn Linh rồi Ba một nó là nằm trong tay rồi. Ba một là chắc chắn rồi. Vâng ạ. Tạ Văn Linh đã tận dụng rất tốt và đặc biệt là trong cái cú a băng vừa rồi của mình thì Tạ Văn Linh đã thể hiện rất xuất sắc. Vâng ạ. Bây giờ anh em có thể thấy là Bia Việt Nam những cái kỹ năng như là a băng, cân, các cơ thủ đã thực hiện rất tốt rồi. Nếu như mà chúng ta uh, tập luyện rồi thì bia thế giới nó cũng chỉ đến thế thôi ngày xưa tôi nhớ là tôi uh, vơ được game năm xị của bạn trí bình ở trên vtc không phải là bình trai bao mà là bình mảnh bao nhá gọi là bình mảnh bao vâng ạ một ván đấu rất hay của tạ văn linh sau khi mà anh tuấn con thực hiện một cú chạy đạn hở sườn để cho mình a băng thì tạ văn linh đã làm rất tốt cái điều đó vâng ạ tôi bây giờ tôi trốn vào tận sài gòn rồi thì anh em vào tận sài gòn mới gỡ được cơ Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với ván phá thứ 5 và quyền đề 3 thuộc về Tạ Văn Linh. Hôm qua thì Tạ Văn Linh có một cú đề 3 chết 4 viên bi và hình bi rất dễ rồi. Anh em cùng nhìn này. Tạ Văn Linh tôi rất kết cái cú phá của Tạ Văn Linh luôn. Cái nó ị giữa bàn luôn. Còn tất cả các tia chạy rất chuẩn. Vâng, vừa khen cái lỗi luôn. Đúng là các cơ thủ của chúng ta đều không chịu được lời khen anh em ạ. À. Đánh Bia là cứ phải khen thật nhiều à. Chào, à, nghìn mốt anh em đang à, có mặt trong livestream stream của Sam Entertainment nhá. Vâng, ở cái góc máy này thì chúng ta có thể nhìn thấy cái mái tóc rất đáng yêu đến từ anh Tuấn Con. rồi một cú đẩy nhẹ và cơ hội cho anh tuấn con đây rồi cơ hội để cho anh tuấn con có thể là rút ngắn tỉ số và liệu anh tuấn con có chớp được cái cơ hội này hay không rồi chắc có lẽ là một cú cắm hai băng không ạ ôi rồi ôi rồi ôi rồi hay thật tôi cứ nghĩ là anh ấy phải đẩy cúp một tí cơ Hóa ra vẫn là cú đẩy hai băng Rất mượt mà Và anh Tuấn Con của chúng ta thì sở hữu cái lối cú đánh hai tay như một Không có một con bi nào làm khó được anh Tuấn Con cả Để nói về 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 về, về gọi là gì Độ hoàn thiện thì tôi rất đánh giá cao anh Tuấn Con Vâng ạ, tỷ số ở bàn bên cạnh thì đang là 3-1 dành cho anh Hoàng Sao rồi nhá 21 ạ, à. xin lỗi tất cả anh em. 21. Rồi, nằm rộng thanh thang. Những cú đánh rất chắc chắn đến từ anh Tuấn Con. Tiếp tục là cú rút một băng, táng ra thôi, đúng không? rất vừa. Vâng ạ, à, đấy ạ, à. khó cái anh ấy đảo sang tay phải ngay được. Còn này thì chắc là không ạ à, anh lựa chọn cái đường đánh chín lỗ tít xa thì phải con này nếu mà đẩy trơn thì cái nó ra tầm giữa bàn thì đánh chín một băng cũng được quan trọng nó phải là gần bi vâng ạ à. ôi ơi cái đâu cái đâu ui giời ơi nguy hiểm thật anh quyết định đánh con chém còng cái nó đi lững lờ tí nữa thì chui tọt vào lỗ Rồi, rất tốt và cơ hội để cho anh Tuấn con có thể là rút ngắn tỷ số đây rồi vâng ạ rồi một sự cẩn thận rất cần thiết đến từ anh Tuấn Con khi mà Vâng Vừa rồi là một pha ra lâu gậy đến từ anh Tuấn Con nha anh em nhé Chỉ chưa biết nhở? Ơ ờ, không biết đã chỉ chưa? Ôi rồi ơi Rồi chỉ rồi Tỷ số là 2-3 dành cho anh Tuấn Con Vâng Còn những cái tình huống như thế rất khó xảy ra ở anh những vận động viên chuyên nghiệp như anh Tuấn con khi mà ở những cái giải đấu lớn thì đều phải chỉ nó thành thói quen rồi. Ở anh em nào uh, giới thạo tin cho anh em cho tôi hỏi cái là trận anh Huy đen với cả anh uh, Kiên Pháp trực tiếp ở kênh nào ấy nhỉ? Mấy uh, phóng viên hiện trường cho tôi uh, được biết cái. Vâng, đến với cụ phá của anh Tuấn con nào. Bốp. Trời ơi một cú phá con bi cái đi trẹo xương sườn của anh Tuấn Con Rất may trong cái tình huống vừa rồi cái nó không rơi vào lỗ Và hình bi thì lại cũng khó rồi, lại đầy ấp tình huống rồi cảm ơn bạn Trí Bình Rồi sẽ là một cú đánh an toàn Không biết là có an toàn hay không Rồi Anh Tuấn Con không biết trước cái trận đấu này đã mua bảo hiểm nhân thọ chưa đây này <cười> <cười> Anh Kiên Pháp thua rồi không biết là anh Trần Vũ Long đi anh Huy Đen bao nhiêu đây mà cổ vũ rất nhiệt tình. và anh Huy đen đang uh, diễn ra ngay bên dưới của bình luận viên luôn. Rồi, một pha chạy đạn chưa thực sự tốt đến từ Tạ Văn Linh. Hở đít rồi, vẫn còn nhìn thấy. Tuy nhiên con này uh, có tia và rơi thẳng cái vào lỗ đây. Không biết là anh Tuấn con anh ấy có sượt đủ mỏng hay không. Sơn mỏng, cái chạy uh, ba băng về lớp đằng sau đít hai đấy là ngu ý của tôi không chỉ trọt một lỗ nào hết cũng có thể là cân lên luôn cũng được vâng ạ chỉ một kê đầu cho chắc không thành công rồi vâng ạ một cú đánh tính toán là kê đầu một kê đầu một kê đầu mười chết lô tít nhưng mà đã bị nổ rồi. Cơ hội được trao lại cho Tạ Văn Linh. Hình bi đang rất thoáng, rất đẹp rồi. Chỉ là từ 2 ra 3 thôi. Rồi. Những cú trồ vô cùng là chắc chắn đến từ Tạ Văn Linh. Trận anh Kiên Pháp thì uh, tỷ số đã được nâng lên là 3-2 dành cho anh uh, Vũ Quang Huy rồi Anh uh, Huy Black của chúng ta Long anh ý bảo, có bao giờ anh ý chơi uh, cá độ đâu bạn Rồi tiếp tục sẽ là một cú trô tên lửa của Tạ Văn Linh đây Đưa cái về điều ba lỗ tít Bên nào đây nào Rồi có lẽ là quyết định cộng 10 chăng Hoặc chạy đạn Ở cái góc máy này tôi thấy như con ba nó còn một cái khe rất là hẹp Nếu như mà kể cả ăn ba trong cái tình huống này thì Không biết là Điều năm như thế nào anh em ạ Đẩy nhẹ lên à Ông nào tinh mắt hỏi cho tôi hỏi cái là con ba này con đường không nhỉ Vâng ạ nếu như với cái nét mặt này của Tạ Văn Linh thì có lẽ là bi ba hơi khó rồi. Vâng, một con bi mà ba lỗ góc. Anh em có thể thấy vừa xong là Linh Tuyên Quang vừa nói cái gì không nhỉ? Ba lỗ góc hay 10 lỗ góc nhỉ? Vâng, đã có lắc lỗ rồi, đã có sai sót đến từ Tạ Văn Linh rồi. Vâng, một cú đánh không thực sự tốt của mình và Tạ Văn Linh đã thể hiện nó ra mặt rồi. Vâng ạ, bàn bên cạnh thì anh Hoàng Sao đang tạm dẫn cơ thủ Thế Hiển với tỷ số là 3-1. Và Thế Hiển đang vào đề 3 rồi. Vâng, ông Thành xây sữa này tinh thật. Vừa tinh vừa thính luôn. Vâng, một đường thủ bi. Rồi, vẫn ra khó rồi. Đuôi tay rồi. Quả này thì đuôi tay rồi anh em ơi. Một sự chính xác và cân tay ngay bát đến từ Tạ Văn Linh đây. đường xa, mắt mờ, chém mỏng, tay hơi cò. Không biết là Tạ Văn Linh sẽ xử lý như thế nào đây. À, 100% chính xác không? Ui rồi ơi, chém giờ ngọt như dao anh em ạ. Tôi phải nói là những cái cú đánh đường xa mà dùng cái lực nhẹ thì Tạ Văn Linh phải gọi là số 1 rồi. hay thật không tôi có đi uh, tôi chơi tôm cua cá thôi tôi không chơi uh, sóc đĩa sóc đùng gì nhau như anh em nhá công an công đồ đây nhiều lắm anh em cứ nói mấy cái từ nhạy cảm đấy chết tôi đấy rồi một cú đục mắt c nào một cú đục kéo đến từ anh uh... rồi không được rồi cơ hội được trao lại cho anh Tuấn con không biết là anh tuấn con sẽ tận dụng cái cơ hội này như thế nào rất đẹp rồi và ngày mai nhé bạn hữu tân ơi ngày mai thì sẽ diễn ra tứ kết bán kết và chung kết luôn trong ngày cái đâu rồi đẹp nhất rồi hơi cò một chút thôi vâng một gương mặt nào khi mà đối đầu với cú đánh cò tay như này thì anh Tuấn con đã hơi có một chút gì đấy nhăn mặt rồi. ừ Vâng. Tôi cứ chỉ sợ là anh ấy chết cả cái thôi. Vào ngày mai nhé bạn nhé ngày mai thì tất cả các trận đấu của nội dung pool mười bi sẽ diễn ra và chúng ta sẽ tìm ra nhà vô địch, nhà vô địch. Và trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ diễn ra hết rồi. Bốn cái tên đã có mặt trong vòng tứ kết rồi và loạt trận này sẽ tìm ra bốn cái tên nữa. 8 giờ 30 phút sáng ngày mai sẽ diễn ra loạt tứ kết. Tốt. Rồi lại chuyển sang tay phải luôn thôi. Với cái thể hình mà khá là đồ sộ của mình thì anh Tuấn còn rất vất vả. Và đợt này hình như là anh Tuấn anh ấy cũng khỏe rồi Tại vì hồi hồi trước thì tôi nhớ là anh ấy còn chân đi tập tĩnh cơ Chắc là bị gút Ăn nhiều quá anh em ạ Như đợt này tôi nhìn thấy thân hình của anh Tuấn Con đang thon gọn trở lại rồi Chắc là khi mà đi đi Tây nhiều thì toàn phải ăn rau Nên là đợt này cơ thể cũng bắt đầu co lại rồi Vâng, tỷ số được cân bằng là 3 đều dành cho anh Tuấn Con của chúng ta rồi, trận đấu đang diễn biến vô cùng cân bằng và tỷ số đã là 3 đều rồi. Bật mí với anh em một chút thì anh Tuấn con là đồng hương của tôi đấy. Một người anh đến từ quê hương Văn Điển. à đấy anh bạn Chí Bình ở bên cái bên trên vừa nói đến phone Min kiwa một tay cơ người Myanmar và cũng là thần tượng của tôi và tôi cũng phải xin đính chính với bạn đấy là không phải là lối đánh lối đánh của người ta là như vậy rồi nhiều người rất khó chịu khi mà xem phone Min kiwa đánh nhưng mà cái giải vừa rồi ở cái giải bấm giờ cái giải bấm giờ ở bên châu Âu đấy bạn phone Min kiwa bạn ấy cũng tham gia và thấy bạn ấy đánh vẫn rất bình thường và cái vui vẻ hài hước đã ăn vào máu của bạn ấy rồi nên là nhiều khi mà mọi người cứ nghĩ là bạn ấy chiêu trò ở cái giải SEA game vừa rồi thì bạn ấy còn đánh cho alloy lói giáp tê dại người luôn lơ còn phải bị rơi gậy rơi liên tục ok nha chào lôi lão hổ nhá một người anh em của tôi đến từ malaysia và đang tham gia cho hội tam hoàng ở bên đấy không biết lỗi lão hổ này, dạo này lên chức gì rồi nhỉ Rồi chúng ta cùng đến với cú phá tiếp theo của bạn Tạ Văn Linh Ui rồi ơi rất may mắn cho Tạ Văn Linh trong cú phá vừa rồi Tôi cứ tưởng là tất cả đều lắc lỗ Tuy nhiên là con 8 nó trụ chạy thẳng vào rồi Và bây giờ thì hình bi cũng đã rất là dễ rồi Một ra hai như thế nào thôi Tôi uh, xin giới thiệu với anh em một chút là tôi là Trung Phan là bình luận viên của Sam Entertainment. Và trước đây thì uh, tôi bén duyên với cái nghề bình luận viên này vô cùng tình cờ khi mà tôi mới vào rồi chém gió bốc phét thôi thì anh em được sự cổ vũ của anh em rất nhiều nên là tôi mới dấn sân một chút vào showbiz. Và hy vọng là anh em sẽ cùng uh, ủng hộ cho sam entertainment cũng như là ekip của tôi ơ ờ, ông hoàng anh này ông hoàng anh này là ở đâu ấy nhỉ vâng ạ à, tôi đánh bia lớn lên nghề bia bằng ra câu lạc bộ của nhà anh tuấn con luôn đấy ạ đây rồi một cú kéo một băng dài ngọn mềm tay đến từ tạ văn linh ok cảm ơn bạn trí bình rất nhiều rồi một cú kéo rất mượt mà đến từ tạ văn linh khi mà anh ý để một cái tay khuyên thì tăng cái sự chính xác lên rất nhiều anh Phong Zenda thì trong buổi tối ngày hôm qua thì anh ấy đi chơi đến tận 3 giờ đêm Xong rồi ngày hôm nay thì bị vợ ở nhà gọi u mết cả lên Sợ mai không cho ông đi chơi nữa Ôi dồi ôi dồi ôi dồi ôi dồi. Mạnh thế nhở Tôi cứ nghĩ là bạn Tạ Văn Linh bạn ấy sẽ đẩy một băng lên và chém 5 lỗ tít bên tay trái Tuy nhiên là Linh đã đánh một đường cuộn ba băng và điều 10 rồi. À, anh Tuấn Con có lẽ là ngày xưa ở trong cái đội tuyển BA Việt Nam thì anh Tuấn Con là một người ít tuổi hơn nên là mọi người gọi anh là Tuấn Con, chứng tỏ là trong cái đội hình đấy sẽ có một anh Tuấn nào già hơn. Tuấn lớn nên là người ta gọi là Tuấn Con. Vâng, đã à, đặt gậy để tu lê ba băng rồi Lực đâu? Vâng, vừa sinh luôn anh em ạ À vâng, chào người anh em làng Ngâu nhá Vâng, làng Ngâu thì ngay ở đằng sau nhà anh Tuấn Con rồi Chào bạn Đức Huy nhá Chúng ta hãy uh, vui vẻ lên hãy bình luận những hãy comment những video uh, những, những cái comment tích cực để chúng ta hãy cùng cổ vũ cho hai vận động viên và chúng tôi cũng chỉ muốn tất cả các bạn tất cả mọi người đều vui vẻ thôi và chúng ta hãy cùng bình luận để cho cái livestream này nó thêm cái phần gọi là vui tươi cũng như là anh em mình bia uh, nó là giải trí mà bia là vui vẻ mà vâng linh tiên quang thì hiện tại đang là đương kim vô địch của 10 bi uh, vô địch quốc gia nha bạn nhé và vừa rồi thì Linh vừa mới đi đại diện cho Việt Nam tham dự SEA Games 32 và đã đạt được huy chương đầu tiên trong đời. Đó là huy chương đồng. Đó là một cái khởi đầu rất tốt của Tạ Văn Linh trên đấu trường quốc tế. Vâng ạ, cảm ơn bạn Lôi Láo Hổ. Và chúng tôi cũng phải rất là cảm ơn và biết ơn đến tất cả anh em. Những người đang có mặt trong cái livestream này Nếu như tôi nói là Sam Entertainment mới thành lập cách đây có 10 ngày thôi Thì không biết anh em có tin không Khi mà đã được rất đông đảo anh em bia uh, cả nước Cũng như là uh, một vài anh em như anh Lôi Lão Hổ ở tận Malaysia follow Thì tôi cảm thấy rất là vui Rồi một cơ hội rất lớn dành cho Tạ Văn Linh để nâng cách biệt tỷ số lên là 4-3 và chúng ta sau cú đánh này của Tạ Văn Linh sẽ nghỉ giải lao trong ít phút để hai vận động viên của chúng ta đi vệ sinh cá nhân. Thì trấn uh, tĩnh lại cái tinh thần. Vâng, 5 lít đấy tôi có dám tiêu đâu. Tôi vẫn đang cất trong ví đây bạn chí mình ơi. Chưa tiêu một chưa xứt một cái mổ nào hết. 500 vẫn còn nguyên nha bạn nhá. À, có cơ hội và hữu duyên thì chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Cuộc đời sẽ còn rất là dài và chúc cho bạn luôn kinh doanh mà may mắn và gặp nhiều thành công. Ok, cảm ơn bạn Hiền Trịnh rất nhiều. Cảm ơn bạn Đức Huy, cảm ơn tất cả anh em và chúng ta sẽ cùng đến với giờ giải lao trong vòng uh, 2 phút. Chỉ cách đây có một trận thôi thì tôi còn có cả uh, idol ca sĩ của tôi còn hát cơ. Tuy nhiên là phát trước thì hát cái bài uh, hát cái bài nước ngoài thế à bị Facebook nó đánh bản quyền nên là bây giờ tôi không dám hát nữa chứ còn nếu như mà bình thường là tôi sẽ cho ca sĩ hát cho anh em nghe luôn hát họ bị đánh bản quyền rồi anh ơi ca sĩ đâu nhở ca sĩ Hạ Lan đâu nhở vừa mới ăn cắp của Phan Mạnh Quỳnh về để hát cho anh em nghe mà lại chạy đi đâu rồi ca sĩ Hạ Lan của chúng tôi đang đi vệ sinh Vâng ạ, kẻ bắt người Nam nhé bạn. Thì Bình ơi, tôi thì bây giờ tôi sinh sống ở trong Sài Gòn rồi. Nên là tôi cũng muốn ở Sài Gòn thôi. Tôi chưa có cơ hội để kết hợp về anh ấy. Đúng rồi nhé bạn Hữu Tân ơi. Hôm giờ, vừa rồi thì tôi rất may mắn khi được đồng hành cùng nhãn hàng Ablood và... Cũng là một nhà tài trợ của SEA Games 32 vừa rồi tổ chức bên Campuchia Và tôi đấy là cũng lần đánh dấu cái sự bén duyên của tôi đến với nghề bình luận PR đây anh em ạ <laughs> Vâng ạ, anh An Tuyền là người anh thân thiết của tôi Cả anh An Tuyền và anh An Tuyên Là những người anh đánh bia rất hay và là người thầy đầu tiên của tôi đấy ạ Vâng ạ, sáng thì thuê em uh, Linh Miu Nhưng mà buổi chiều thì lại là em Hạ Lan Tại vì các bạn ý phải đi chạy sâu liên tục cái bạn thành say sữa Linh Miu đi cho đi chạy sâu rồi nên là 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 bạn Hạ Lan bạn ý sẽ tiếp sóng Tuy nhiên là nãy thì bị Facebook nó gõ cho một gậy bản quyền âm nhạc nên là bọn tôi không dám hát nữa sợ nó khóa mõm lại không được giao lưu với anh em à, Facebook của tôi đây là fan Quốc Trung nha bạn Chí Bình ơi fan Cúc Trinh Phan Quốc Trinh hay còn gọi là Phan Quốc Trung à, Anh em uh, cũng uh, đi vệ sinh cá nhân đi Chúng ta cũng đang ở buổi chiều rồi à, Anh em nào uh, đang ở nhà thì chúng ta vo gạo thổi cơm thôi Còn anh em nào đang uh, vừa mới tan sở Thì chúng ta hãy di chuyển về nhà Hoặc tấp vào quán cà phê nào đấy Để chúng ta cùng theo dõi hết cái trận đấu này Rồi chúng ta về Chào bạn Đặng Phú Thịnh nhá Xin chào tất cả anh em, chào 6.100 anh em đang còn lại ở trong cái live stream này của Sam Entertainment Và chúng ta hãy cùng tương tác và giao lưu với nhau để chúng ta có một buổi live stream thật vui Đầy cái phong cách BIA cũng như là giao lưu, thăm hỏi lẫn nhau Thực sự là tôi biết là trong cái BIA Việt Nam này thì đang rất ít Đang rất ít, người ta quanh đi quẩn loại cũng chỉ có từng đấy cơ thủ thôi Ok, chào anh uh, Hoàng Giang nhé Thực ra là tôi cũng không uh, cu te cho lắm Chỉ thực ra là hơi vui tính Và thích nói chuyện giao lưu cùng anh em thôi Thực ra cái... Uh, khi mà thành lập cái Sam Entertainment này Cũng một phần là Có cái sự động viên của anh uh, Long a Cũng muốn là tôi uh, uh, Và anh Long sẽ xây dựng cho nền PR Việt Nam Có một cái chút gì đấy Và chúng tôi hiện tại là đang... Uh, cho đi và cũng thực sự hy vọng là Bia Việt Nam sẽ phát triển nhiều hơn nữa sẽ có nhiều cơ thủ trẻ và được đưa Bia đến 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 uh, tất cả mọi người tạo những cái giải đấu cũng như là sân chơi thực sự tốt đến với anh em Bia Việt Nam. Ok chào bạn Hoàng Giang, mình ở uh, Văn Điển nha bạn ơi. Đúng rồi nha bạn Chí Bình ơi Ok không Một cú phá tué tué le của anh Tuấn Con Chưa có bi nào rơi rồi Vâng ạ Anh đang ngước mắt lên trời Và sau cái cú phá vừa rồi Thì là cái nét mặt không hài lòng về Với anh Tuấn Con Sam thực ra là đấy là viết không giấu anh em ạ Tại vì cái buổi chiều đấy tôi đang đánh sâm Đang ngồi ngậm sâm đánh sâm thì Anh hỏi là thế thì bây giờ tên đặt tên là gì Tôi bảo tôi lúc đấy thôi lại mướt mát tôi lại bảo báo sâm luôn Ờ thế lại thoát luôn qua luôn thì là tôi bảo là sâm Thế là ok luôn Cứ báo sâm thì là nhân đôi rồi còn gì nữa anh em Nên là đặt tên là báo sâm cho nó may mắn vâng ạ đúng rồi anh Lỗi Lão Hổ cò tài anh Tuấn Con thì là cò tài vì thực ra cái tên đấy là cái tên hồi nhỏ thôi khi mà bố của anh ấy là bác tài nên là lấy tên cái lứa đấy thường lấy tên bố mẹ đặt tên cho cho con gọi là cò <laughs> vâng ạ đấy là những cái chia sẻ rất chân tình của tôi về cái tên Sam như bạn Đức Huy ơi Đúng rồi, có lẽ nếu mà nói như thế thì chắc bạn lội lão hổ có lẽ cũng là một người con của dưới gần chỗ tôi thì phải Rồi, hơi nhẹ anh em ạ, hơi nhẹ Có lẽ con ba này vẫn chém được lỗ 10 và chúng ta cùng xem một cú cắm kéo miết phê đến từ anh Tuấn Con này Riêng nếu mà để mà chính xác và miết phê điều 4 này không có gì là khó khăn với anh Tuấn Con cả ông thành say sữa này thực sự là một tay cờ rất là hay bắt lỗi ai mà chẳng có đam mê đúng không anh em mỗi người một đam mê mà vâng cơ hội đây rồi chúng ta cùng xem anh tuấn con anh chém mỏng này giữa hộp rồi 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 cái chạy sàng C ba băng luôn này anh em ơi có nhé bạn nguyễn văn quang ơi nếu như thời gian sắp tới được sự ủng hộ của anh em và ký được nhiều hợp đồng thì chúng tôi phải tuyển thêm là cái chắc à, những anh em nào đam mê bia và uh, muốn uh, cộng tác với chúng tôi thì cái đấy là cái điều may mắn của sam thôi và tôi cần những cái điều đó mà Và hy vọng là sẽ bình sẽ uh, nền bia của chúng ta phát triển hơn nhiều câu lạc bộ tổ chức giải hơn thì lúc đấy thì anh em bình luận mỏi hết cả mồm luôn anh em ạ giờ dạ, ông Đức Duy này còn biết cả mình cận này có cận nha bạn nhé bình luận viên có cận luôn tôi mới cận cách đây khoảng 3 tháng ngày trước đánh bia không dùng mắt kính nhưng mà bây giờ là phải nhìn rồi là phải cần kính rồi rồi, oh, một cú trô tít thò đò đến từ anh Tuấn Con này Ui giời ơi Anh em có thể thấy là con bi đấy là con bi khởi động của anh Tuấn đấy ạ Con bi mà khi nãy trước khi thi đấu anh ấy đã khởi động rất nhiều lần rồi chỉ số sẽ là 4 đều dành cho anh Tuấn Con thôi Rất khó để trượt trong cái tình huống này Ông uh, thành say sữa này không biết là sở trường của anh em là gì nhỉ. Chào 100 anh em nhá. 99 anh em, còn một anh em đang chạy đi đâu rồi, chưa thấy vào này. Anh uh, Tuấn Con thì anh ấy nổi lên cách đây khoảng hai chục năm rồi. Cái thời mà BA tôi còn chưa biết BA là gì mà anh Tuấn anh ấy đã đi thi đấu quốc tế rồi. 13, 14 tuổi anh đã đi sang Indonesia để anh ấy đánh rồi và anh đã có huy chương rồi và hôm trước ngồi với cả anh Tuấn Con thì anh ấy đếm bảo bây giờ anh ấy có đến tận 8 cái chức vô địch quốc gia anh ấy anh ấy uh, vô địch từ cái những cái năm ít tuổi quá đấy và tôi biết là đến cái thời điểm bây giờ là cũng là một trong những cái năm mà anh ấy trở lại với Bia gần đây thôi Bia thi đấu chuyên nghiệp và Bia đỉnh cao thì cũng cần rất nhiều cái sự ủng hộ đến từ anh em uh, fan cũng như là người yêu đam mê bia cả nước anh Tuấn Con cũng là một trong những người truyền cảm hứng cho rất nhiều các bạn trẻ khi mà cái lối đánh của anh thực sự là bắt mắt và để đưa cái bia đến gần hơn với đông đảo bạn bè và uh, fan hâm mộ cũng như là các bạn trẻ bây giờ anh em có thể thấy là ở các cái câu lạc bộ bây giờ khi mà mở ra rất nhiều thì rất đông các bạn trẻ tham gia thì các bạn ấy biết đến bia qua tiktok này qua facebook và đặc biệt là những cái giải đấu được việt nam mua bản quyền tiếp sóng và để giới thiệu đến bia đến rất nhiều mọi người chứ còn ngày xưa cũng đã đã đánh hay rồi nhưng mà lại ít truyền thông nên là ít người biết đến ngày xưa cứ đánh bia đi đánh bia là auto là hư là nghiện ngập là cờ bạc đấy rồi một cú phá bi rất tốt của tạ văn linh ba bi rơi xuống lỗ một cửa lỗ hai ba cửa lỗ luôn bảy tám chín mười rất thoáng và trận đấu của chúng ta đang đi vào cái hồi rất là căng thẳng và gay cấn qua cái phần thi tăng tốc rồi và bây giờ sẽ là phần thi về đích Không, cái thông tin của bạn Đức Duy đưa ra là không chính xác Ngày xưa bố dẫn con cầm vali cho đi đánh độ không ạ Bác cái đào tạo anh Tuấn là không được đánh độ nha anh em nhé Làm gì có chuyện cầm vali cho con đi đánh độ Đánh độ như thế để chết Mà anh Tuấn anh ấy ít đánh độ lắm Vâng ạ, chúng tôi cũng là những người bình luận thôi chúng tôi không phải là người trong cuộc nên là những cái thông tin của các cơ thủ về đời tư thì xin phép anh em là chúng tôi không bình luận khi mà mình không biết thì mình sẽ không phát ngôn còn tất nhiên đấy có chỉ là những cái lời đồn thôi và chúng ta hãy cùng nhìn vào chúng ta biết đến anh Tuấn Con vì cái gì ạ chúng ta biết đến anh Tuấn Con về bia về cái khả năng trình độ bia của anh Tuấn Con và chúng ta hãy nhận xét anh Tuấn Con ở trên khía cạnh là bia thôi Vâng ạ. Một pha điều lỗ 10 của Tạ Văn Linh ạ. Tôi cứ nghĩ là bạn ấy sẽ kéo cái ra đến giữa lỗ 10 để điều tít cơ. Tuy nhiên là đã có một cú đánh nhẹ để điều 6 lỗ 10. Rồi, có tí tình huống. Tình huống này hơi nhẹ thôi. Một có tình huống rung rinh một chút không? Vâng, vô cùng chính xác đến từ Tạ Văn Linh. Tám thẳng tắp rồi. Vâng, anh em cập nhật giúp tôi cái trận tỷ số giữa anh Thiện Đương với lại là anh Hoàng Vũng Tàu nào. Vâng, ở cái giải đấu năm nay thì tôi thấy phong độ của Thiện Lương chưa được tốt lắm. Khi mà ở nội dung 9B, ở một cái nội dung mà vô cùng gọi là thế mạnh của Thiện Lương thì bạn ý đã bị loại ở trận 18 rồi. Vâng. Thiện Lương đã thở phào nhẹ nhõm rồi. Còn 9 thẳng tắp sẽ là một cú trô về giữa bàn thôi. Vâng ạ, à, tỷ số hiện tại đang là 5-3 trên bàn Thiện Lương. À, tạ văn linh của chúng ta vừa ra lau gậy và gọi thêm thời gian rồi trước đó thì anh hoàng vũng tàu đã có một chiến thắng rất thuyết phục trước anh quân trôi và bây giờ liệu thiện bắc cạn có tiếp tục là nạn nhân của anh hoàng vũng tàu không rồi sẽ là một cú trô một băng của tạ văn linh à <laughs> vâng ạ ui ơi nhìn bạn ấy rít quả con cái kìa hay thật tôi cứ nghĩ là một băng nhưng mà bạn ấy trô sang hẳn mé bên kia luôn. Chào 115 anh em nhé. Chúng ta đang theo dõi một trận đấu vô cùng hấp dẫn. Cân tài ngân sức đến từ hai nhà cựu vô địch. Hai nhà, một nhà là đương kim vô địch, một nhà là cựu vô địch đây. Hay thật, tỷ số đã được uh, nâng lên là 5-4 dành cho Tạ Văn Linh rồi. hiện về Bắc Cạn chặc năng rồi. Chưa anh em ơi. Tỷ số vẫn chỉ là 5-2 thôi, 5-3 thôi. Chưa có gì phải lo hết. Còn thở là còn gỡ. Vâng ạ, nét mặt cực kỳ là tâm huyết và quyết tâm đến từ anh Tuấn Tây to trong cái cú phá này. Trước đó thì những cái cú phá của anh chưa được tốt. xin chào tất cả anh em nhé Ừ. vâng ạ trọng tài ở cái ván đấu này xếp bi có vẻ hơi lâu và nếu như mà anh tuấn con anh ấy lên kiểm tra nữa thì lại lâu thêm nữa rồi chuẩn bị phá bi và chúng ta cùng đến với cú phá của anh tuấn tay to nào phá nát nhà không ui rồi ôi pháo vừa nổ ở trên nhà thi đấu uh, phan thiết ui rồi ôi một cú phá chết đến tận bốn bi của anh uh, tuấn tay to đúng như là ba bi anh em ạ, chết ba bi. Đúng như cái tên của anh ý. Cú phá phải gọi là uy lực thật sự. Rất ít khi mà chúng ta có thể thấy những cái cú đánh ngắn ngọn đến từ anh Tuấn con. Ok nhá, cảm ơn bạn Hồ Ninh nhá. Một uh, bác sĩ nha khoa đến từ Thanh Trì. Anh em nào mà ở Thanh Trì nhá mà uh, có vấn đề gì về răng hàm mặt cũng như là thẩm mỹ liên quan đến răng thì hãy liên hệ với bác sĩ của Tâm nhất Văn Điển luôn. Hồ Ninh. Rồi, một cú chạy an toàn đến từ anh Tuấn con. Và Tạ Văn Ninh đang suy nghĩ không biết là sẽ nhường lại cho anh Tuấn trong cái tình huống này hay không. Linh chia sẻ cho tớ đi Ninh ơi. vào xem rất nhiều lần rồi mà chưa lần nào xe nhá Ok cảm ơn Hồ Ninh Vâng ạ Bạn cứ chia sẻ cho tớ đi thì uh, Cái gì cũng có Rồi Vâng ạ, sau cái quyền uh, nhường lại của Tạ Văn Linh thì anh Tuấn Con đã không có một cú chạy an toàn, chạy bi tốt. Và cơ hội đã được trao lại cho Tạ Văn Linh. Vâng, chào 9.400 anh em đang theo dõi live của Sam Entertainment nhé. Entertainment, tiếng Anh nó hay đọc như thế, Entertainment. Rồi kéo hai băng ba băng Cái xòe ra bắn 4 lỗ tít Vâng cái lực này là anh điều lỗ 10 Tuy nhiên là nó bị vào hơi nhẹ rồi Hơi thiếu lực rồi Vẫn có Vẫn có má để chém rồi Chém còng một chút, cái nó đập hai băng lẩy ra tầm ngang bàn, là có thể đánh năm rồi. Đúng như vậy, đặt còng một chút rồi. Úi giời ơi, úi giời ơi. Điều bi như sách luôn anh em ạ. Vâng, đến đây thì quãng đường trong cái ván đấu này đã đi đến gần hết rồi. 4 5 con bi đều ở một cái vị trí vô cùng thuận lợi để cho Tạ văn linh điều bi kéo nhẹ một bằng cái qua lỗ 10. Đấy rồi. Rồi, tiếp tục là một cú kéo trực tiếp. Vâng ạ, à, anh Tuấn là anh họ tôi đây, anh Tuấn xa cơ ấy. Vừa rồi là ngậm hơi nhiều nấm nên là trôi mất rồi. Rồi oh. Những cú đánh rất chắc chắn và cẩn thận đến từ Tạ Văn Linh Không quá cầu toàn để lấy má Tuy nhiên là vẫn thuận lợi để tung ra những cái cú đánh chắc tay Vâng, wow. Slim Sa Slim Seven Slim Me Vâng wow ạ Xin chào bạn Slim Seven nhé Không biết ý nghĩa của cái tên của bạn là gì con số sau không biết là tiếng Anh nó có phải là con số 7 hay không nhỉ. Ok. Ô, ông 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 vần này ông lại 64 rồi, cố lên anh Tuấn Con ơi. Không biết là bạn là cổ động viên của anh Tuấn Con hay là Tạ Văn Linh đây. Vâng, có lẽ là cổ động viên của anh Tuấn Con và đang hy vọng anh Tuấn Con một màn bật tôm ngoạn mục đây mà. Vâng, bảy đường mỏng mỏng thôi nhá mỏng thôi mỏng như la lúa thôi ông lại gộp bảy cái làm một nữa thì lại dày quá vâng ạ à, anh thiện thì tôi đang thấy là đang ngồi xem anh hoàng vũng tàu thi đấu rồi Ngồi rất lâu rồi Và có lẽ là ván này thì Anh Hoàng Vũ Tàu anh ấy sẽ kết thúc thôi Khi mà 9 và 10 đã ở cửa lỗ rồi anh em ạ Rồi tỷ số là 6-4 dành cho Tạ Văn Linh và đang có một chút gì đấy trạch trạc chạc đến từ idol Tuấn Con của chúng ta. Và anh em văn điển thôi anh em văn điển hãy uh, thả cho tôi những cái quả tim thật to nào để cùng cổ vũ cho người con văn điển của chúng ta vâng một niềm tự hào của anh uh, nguyễn anh tuấn đợt này thì anh uh, hình như là chuyển khẩu lên trên uh, hà đông hay là thanh xuân rồi Các à, xin chúc mừng anh Hoàng Vũng Tàu khi mà anh đã xuất sắc vượt qua Thiện Bắc Cạn với tỷ số là 7-4 nha anh em nhé. À, ở trận anh Kiên Pháp thì anh Huy Đen đang dẫn trước anh Kiên Pháp với tỷ số là 6-3 vâng ạ anh huy đen đang thể hiện một cái phong độ rất tốt trong cái mùa giải năm nay vâng ạ chào thiện rồi chúng ta sẽ cùng uh, chờ thiện vào mùa giải năm sau thôi và có lẽ là rất nhiều cái lịch thi đấu quốc tế đang chờ đợi thiện và sau cái mùa giải này sẽ là một quãng thời gian nghỉ ngơi và nghỉ ngơi ngắn thôi và bạn sẽ lên đường đi tây ban nha chúng tôi sẽ cùng theo dõi và cổ vũ cho Thiện và hy vọng là bạn Thiện bạn ấy sẽ có được cái phong độ tốt nhất trong cái giải sắp tới. Có nhé bạn Linh Nguyễn Đức Ninh ơi, anh Thiện à, anh Hoàng Sao thì anh ấy đang thi đấu ở bàn bên cạnh và đối thủ của anh ấy là bạn Nguyễn Thế Hiển hay còn gọi nghệ danh trong cái giới bia đó là bạn Hiển Dần. Tôi không biết là Dần là tên bố hay tên mẹ bạn ấy nữa. Vâng ạ, à, anh Hoàng Vãi Tè thì anh ý lúc nào cũng uy tín rồi Anh Hoàng Vãi Tè là một trong những cái tay cơ nổi bật của BIA miền Nam Anh ý chỉ thua anh Hoàng uh, Hoàng Sao một tí thôi Đấy là theo cái nhận định cá nhân của tôi Cái kỹ thuật nào hay là cái tác phong thi đấu đều rất giống với anh Hoàng Sao Anh Hoàng Vũng Tàu thì có một cái sự gọi là cẩn thận và chăm sóc sức khỏe của mình rất tốt Khi mà anh uh, kiêng rất nhiều bộ môn uh, gọi là thuốc lá thuốc thang hay là tập thể dục thì anh tập rất đều rồi liệu trong cú ván phá của mình thì ui rồi ui rồi ui rồi vẫn là một cú phá đưa được hai bi rơi xuống lỗ một lại nằm cửa lỗ rồi với cái hình bi này thì cơ hội uh, kết thúc trận đấu rất lớn dành cho tạ văn linh của chúng ta đúng rồi Cảm ơn những cái lời bình, bình luận của bạn uh, Quốc Thịnh. Anh uh, Hoàng Vũ Tàu thì tôi thấy được cái nét rất là chuyên nghiệp và chỉn chu cẩn thận trong cái tác phong đấy. Và con người của anh Hoàng là một con người cực kỳ là tử tế và uy tín. Những người mà luôn chăm chút cho sức khỏe của bản thân thì sẽ là những người uh, uy tín đối với xã hội. Vâng ạ. Cảm ơn cơ thủ Hải Âu. Năm sau có lẽ là sẽ hẹn Hải Âu ở vòng 2. Vâng. hình bi đang rất thoáng rồi và cơ hội để cho Tạ Văn Linh kết thúc cái trận đấu này. Vâng. Anh ấy vừa thở phào một cách rất là nhẹ nhõm rồi, có lẽ là mồ hôi mồ hôi tay đã toát ra rồi. Đạ Văn Linh ở cái giải này tôi cũng thấy tín thật Khi mà phong độ của anh đang được thể hiện rất tốt Và cơ hội kết thúc ván đấu Đồng thời chào tạm biệt anh Tuấn Con Liệu có sẩy chân ở một con bi nào hay không Rồi rút hai băng thành công Vâng, tôi không biết là nhánh của anh Tạ Văn Linh và anh Hoàng Sao có gặp nhau ở bán kết hay không Tuy nhiên là tình như là tôi thấy là nhánh trên đấy là Tạ Văn Linh cùng nhánh với anh Hoàng rồi Nhánh thắng là sẽ gặp nhau ở bán kết thôi chứ không thể gặp nhau ở chung kết được Rồi Rất đẹp rồi Ăn 6 là tự động có 7 rồi Nếu như giành chiến thắng trong cái trận đấu này thì ở cái vòng tứ kết, Ở vòng tứ kết thì Tạ Văn Linh sẽ gặp Dương Quốc Hoàng ngay luôn anh em ạ, không cần phải đợi đến chung kết và chúng ta sẽ có một cuộc chạm trán vô cùng hay và hấp dẫn giữa Tạ Văn Linh và Dương Quốc Hoàng ngay ở trong trận đấu sáng ngày mai, trận tứ kết. Nhưng mà phải đi hết ván này đã. Vâng, cảm ơn bạn uh, Ninh Đức Nguyễn và ngày mai thôi, nếu như Tạm Văn linh giành chiến thắng trước anh Tuấn con, đối thủ tiếp theo sẽ là cơ thủ Dương Quốc Hoàng. Một uh, cặp đấu đầy duyên nợ. Rồi, tiếp tục. Sẽ là một cú đẩy hai băng, không biết là con này có va 10 hay không. Tôi nghĩ là sẽ va rồi. Có va chạm này có va chạm không 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 mã này có thể thấy là nếu mà đặt một chút cu lê thì sẽ thoát được con 10 thoát 10 nhá thoát 10 anh em ạ còn nếu mà đánh đẩy uh, tâm bi thì nó sẽ táng lệch ra và chạm 10 đấy vâng táng thẳng vào đầu con 10 luôn cho nó chắc vâng cảm ơn anh hải âu nhá và chúng ta sẽ cùng hẹn nhau vào vòng một năm sau và cùng cố gắng để thi đấu vòng hai thi đấu vòng hai rất nhiều các cơ thủ chất lượng và tôi cũng chỉ ước ao một lần được đi thi đấu vòng hai thôi để tham gia giao lưu cọ sát với tất cả các anh nhìn các bạn đánh bia hay mà mình mê quá anh em ạ Đấy. vâng Trận Hoàng Sao và Nguyễn Thế Hiển thì vừa rồi thì tôi thấy là anh Nguyễn Thế Hiển vừa ăn được con 10 rồi. Không biết tỷ số hiện tại là bao nhiêu anh em có thể cập nhật cho tôi với. năm đều hay là 6 năm rồi. Và một cơ hội đang hiện ra rất ngon ăn dành cho Tạ Văn Linh. Kéo một băng luôn. Hãy kết thúc trận đấu bằng thế mạnh của đối thủ. Bằng sao đang năm đều vâng ạ một xôi ơi vâng tôi vừa mới động viên xong cái tạ văn linh bạn ý ok luôn và idol tuấn con của chúng ta đã ra bắt tay rồi và xin chúc mừng tạ văn linh và chia buồn cùng anh tuấn con và trận đấu tiếp theo thì tạ văn linh sẽ thi đấu vào sáng ngày mai và đối thủ của tạ văn linh sẽ là Uh, người chiến thắng trong cặp đấu của anh Dưỡng Quốc Hoàng và bạn Nguyễn Thế Hiển và chúng ta hãy cùng đón xem trên Sam Entertainment và một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều và cảm ơn uh, những anh em đã follow cũng như là chia sẻ giúp tôi thêm một lần nữa và chúng ta vẫn có hẹn với nhau vào 8 giờ 30 phút ngày mai anh em hãy bố trí sắp xếp thời gian và ổn định chỗ ngồi máy móc phải đầy sạc đầy pin uh, bình luận trận vâng ạ có lẽ là chúng tôi sẽ uh, dí cam sang bên bàn anh uh, uh, Hoàng Sao một chút. Và để chúng ta cùng theo dõi cái trận đấu đang đi vào hồi kết rồi. Đang, uh, trận đấu uh, cũng đầy căng thẳng. Vâng. Cái hình bi vừa rồi thì bạn Thế Hiển vừa phá ra tương đối ngon. Hai, có thể ăn lỗ mười. À không ạ, còn một nằm ngay trước mặt con bi cái luôn anh em tỷ số đang là 5 đều. Uầy, căng thế nhỉ?